Nam Anh xin kính chào quý vị hôm nay thứ tư 6 tháng 3 2019 để với bản tin Hoa Tình Đốn cùng có bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam. Trong phần 2 là bản tin tài liệu đặc biệt. Để mở đầu, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi bài nhận định của Nguyễn Quang Duy do Thanh Trang trình bày. Chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo. Thông báo kể từ hôm nay cho đến ngày 15 tháng 4 năm 2019, tại quận Phe Phát, Virginia có dịch vụ khai thuế miễn phí cho những cá nhân hay gia đình có lợi tức năm 2018 từ 55.000 trở xuống khi đến các trung tâm khai thuế xin quý vị cần mang theo các giấy tờ quan trọng của quý vị và người khai chung giấy tờ tùy thân có hình thẻ an sinh xã hội hoặc số itin tất cả giấy tờ về lợi tức thu nhập tờ kê khai tiền lời và cổ tức từ các ngân hàng mang theo chi phiếu không có giá trị để gửi trực tiếp vào ngân hàng các giấy tờ biên lai like có chi phí cho các người phụ thuộc tiền học phí, tiền lãi trả nợ mua nhà. Bằng chứng về bảo hiểm y tế, thẻ bảo hiểm, thẻ Medicare hoặc Medicaid. Trung tâm khai thuế miễn phí có nhân viên nói tiếng Việt. Fairfax Skill Short Center Annadel 7611 Little Riverton Pike, phòng 330 Annadel, Virginia 22003. Phục vụ vào ngày 26 tháng Giêng đến ngày 13 tháng 4 năm 2019, vào các ngày thứ tư và thứ năm từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối, thứ bảy từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Mọi liên lạc xin gọi ông James Hoàng Đỗ 703 533 5471. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi dạ tiệc dạ vũ gây quỹ truyền thông Xuân quê hương do VTV và SPTNDC thực hiện vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 14 tháng 4 năm 2019 tại nhà hàng Harvest Moon 7260 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia 22042 với sự góp mặt của danh ca Y Phương cùng ca sĩ Ngọc Thúy, Như Hương, Vân Anh, Bạch Cúc và Thanh Trang. Với sự bảo trợ của nhà hàng Present, điện thoại số 703 531 1881, nhà hàng Sài Gòn 1975, điện thoại số 703 992 8128, nhà hàng Nha Trang, điện thoại số 703-534-1657, Nova Pharmacy, điện thoại số 703-538-5555, Kim Phụng Bakery, điện thoại số 703-534-4525, Brother Auto Services, điện thoại số 703-204-1233, Thanh Sơn Thôn Phu, điện thoại số 703-534-1202, Hoa Thịnh Đốn Việt Báo, điện thoại số 703-339-9852 bánh mì ba lẹ điện thoại số 703 876 9062 Emerson Exley Accounting Tax and Payroll Services Incorporation điện thoại số 703 237 5404 mọi chi tiết xin liên lạc ung kim lâm 703 307 5001 năm anh 202 999 6075 minh thúy 703 485 6392